Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của ứng dụng Base Goal, phần mềm giúp quản trị mục tiêu trong doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp hiện nay, việc xây dựng một tổ chức có tính gắn kết lẫn nhau, việc thống nhất mục tiêu chung từ trên xuống dưới thực sự là một điều không dễ dàng. Theo một thống kê của GonUp, có 95% nhân viên không biết mục tiêu của công ty là gì, 50% nhân viên bị mất động lực khi đi làm và sẵn sàng rời đi. Nếu một người quản lý không thể giúp nhân viên của mình hiểu rõ được mục tiêu của công ty, không giúp nhân viên hiểu rõ được là họ cần phải làm gì để đóng góp chung cho mục tiêu của toàn công ty thì sẽ là một thiếu sót lớn. Lúc này nhân viên sẽ không có động lực khi đi làm, họ sẽ không thể khai thác được tối đa tiềm năng phát triển của một người nhân viên. Điều này sẽ cản trở sự tăng trưởng trong dài hạn và cản trở sự phát triển bền vững của công ty. Do đó, chúng ta thấy việc quản trị mục tiêu của doanh nghiệp là một vấn đề then chốt. Với hai phương pháp phổ biến hiện nay đó là OKR và KPI. Với KPI là các chỉ số đo lường và OKR là các mục tiêu rõ ràng với kết quả then chốt. Tuy nhiên, cũng tồn đọng rất là nhiều khó khăn cũng như là thử thách khi chúng ta triển khai những phương pháp này. Cụ thể, với OKR là phương pháp tập trung vào tư duy, mỗi mục tiêu cần phải rõ ràng và có kết quả then chốt. Tuy nhiên, yêu cầu của nó cũng rất cao, yêu cầu sự chủ động của mọi người, yêu cầu văn hóa mạnh và tính cam kết của toàn bộ tổ chức. Chính vì những yêu cầu của OKR nên chúng ta có thể thấy việc triển khai OKR tại nhiều doanh nghiệp của Việt Nam còn mang đến nhiều thất bại, mặc dù nó là một phương pháp mang đến thành công cho nhiều công ty trên thế giới. Tiếp theo là KPI, là chỉ số đánh giá thực hiện công việc của người nhân viên. KPI tập trung nhiều vào con số, các chỉ số đo lường hoặc là tỷ lệ. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp thay vì tập trung vào mục tiêu chung của toàn công ty thì họ lại tập trung vào các chỉ số và cố gắng để đạt được các chỉ số đó. Tuy nhiên, việc hoàn thành chỉ số chưa chắc đã giúp chúng ta đạt được mục tiêu của toàn công ty. Chính vì thế, phần mềm Base Goal ra đời giúp chúng ta có thể kết hợp cả phương pháp quản trị OKR và KPI trong việc quản trị mục tiêu của công ty, nơi mà mỗi cá nhân có thể thể hiện mục tiêu của cá nhân mình, mô tả được cách để thực hiện hoàn thành mục tiêu đó, cũng như là có các chỉ số đo lường chính xác để biết được đúng chính xác là người đấy đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu mà người đấy đã đặt ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một số lợi ích của Base Goal mang lại. Đầu tiên, Base Goal cho phép chúng ta khai báo đầy đủ tất cả các thông tin về đối tượng nhận mục tiêu trên hệ thống. Thứ nhất có thể là cá nhân, thứ hai là các team, thứ ba là các bộ phận trong công ty và cuối cùng là cấp công ty. Sau khi chúng ta đã khai báo xong các đối tượng phụ trách mục tiêu trong công ty, tiếp theo đó chúng ta sẽ khai báo về các chu kỳ. Một số công ty sẽ quản lý mục tiêu theo chu kỳ tháng, chu kỳ quý hoặc là chu kỳ năm, thì trên Base Goal chúng ta có thể tùy biến để tạo ra các chu kỳ phù hợp cho công ty. Sau khi chúng ta đã khai báo xong các đối tượng nhận mục tiêu, chu kỳ tính mục tiêu thì tiếp theo đó chúng ta sẽ khai báo các đơn vị đo lường mục tiêu trên phần mềm gọi là metric. Các doanh nghiệp cần khai báo các đơn vị đo lường có thể là doanh thu, số lượng nhân sự, số lượng khách hàng mới, vân vân. Và trước khi mà chúng ta đi vào tạo mục tiêu, chúng ta cần phải khai báo đầy đủ 3 thông tin này. Sau khi đã khai báo đầy đủ xong 3 thông tin, chúng ta sẽ đến quá trình khởi tạo mục tiêu cho từng đối tượng. Mỗi cá nhân trên hệ thống, đó là mỗi nhân viên có thể tự tạo mục tiêu cho cá nhân mình. Trưởng team có thể tạo mục tiêu cho team, trưởng bộ phận có thể tạo mục tiêu cho bộ phận và giám đốc công ty sẽ tạo mục tiêu và đưa lên hệ thống. Điều này sẽ giúp toàn công ty biết được mục tiêu hiện tại của công ty là gì, giúp mỗi cá nhân biết được rằng trong thời điểm này tôi có mục tiêu gì tại công ty này và tôi làm gì để hoàn thành được mục tiêu đó, giúp nâng cao động lực và duy trì được tinh thần làm việc của người nhân viên. Sau khi mà chúng ta đã tạo mục tiêu thì ý thứ ba đó là đánh giá. Mỗi một nhân viên có thể đưa ra sự đánh giá về mức độ tự tin của cá nhân người ấy với mục tiêu của chính họ. Họ có thể thể hiện là họ rất tự tin hoặc là không tự tin về mục tiêu của mình. Nếu giả sử họ không tự tin về mục tiêu của họ thì ngay lập tức quản lý sẽ là người nhận được thông báo và họ có thể vô hỗ trợ kịp thời. Sau khi nhân viên đã hoàn thành xong mục tiêu và cập nhật kết quả lên hệ thống, người quản lý hoàn toàn có thể truy cập vào phần mềm và đánh giá lại phần trăm hoàn thành mục tiêu thực tế để có thể đưa ra một con số cụ thể và chính xác cho toàn doanh nghiệp. Sau khi chúng ta đã tạo mục tiêu và đánh giá mục tiêu thì tiếp theo đó là việc cập nhật mục tiêu tự động lên trên toàn hệ thống. Base Goal cho phép chúng ta cập nhật các mục tiêu ở cấp dưới từ cấp nhân viên lên cấp team, lên cấp bộ phận và cuối cùng là cấp công ty. Người quản lý công ty có thể truy cập vào phần mềm Base Goal để biết ngay thời điểm hiện tại tỷ lệ phần trăm hoàn thành mục tiêu của cả công ty là bao nhiêu phần trăm, giúp ông ấy có thể đưa ra được quyết định chính xác và đúng thời điểm. Ngoài ra, phần mềm Base Goal cho phép chúng ta mở cổng kết nối với các phần mềm của bên thứ ba để tự động cập nhật dữ liệu về doanh thu lên hệ thống. Anh chị hoàn toàn có thể kết nối thông qua webhook với một phần mềm bên thứ ba để khi có một bạn nhân viên mang một lượng doanh thu về thì ngay lập tức doanh thu đó sẽ được cập nhật lên trên Base Goal về mục tiêu của bạn ấy. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của Base Goal từ khi chúng ta khai báo đầy đủ các thông tin trong quản trị mục tiêu đến khi chúng ta tạo mục tiêu từ cấp cá nhân đến cấp công ty, sau đó là tự đánh giá các mục tiêu của mình.
Tiếp theo đó là cập nhật phần trăm hoàn thành mục tiêu. Và cuối cùng đó là khả năng kết nối mạnh mẽ của phần mềm BaseGold với các ứng dụng của bên thứ ba. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào hệ thống để tìm hiểu về giao diện của ứng dụng BaseGold. Mời các anh chị cùng truy cập vào phần mềm. Để có thể truy cập vào BaseGold thì anh chị sẽ chọn là gold.base.vn. Thì hiện tại tôi đang show cho các anh chị giao diện, đó là cây mục tiêu của công ty trong năm 2021. Thì đây là cái mô hình mà anh chị sẽ hoàn thiện khi mà chúng ta đưa được đầy đủ mục tiêu lên trên đây. Mục tiêu này sẽ đi từ cấp cá nhân đến cấp team, cấp bộ phận và đến là cấp công ty. Và ở đây chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều mục tiêu, cũng như là phân bổ mục tiêu để cho từng cá nhân, từng bộ phận. Và ở đây là phần trăm nó sẽ cập nhật theo tính tức thì, có nghĩa là nhân viên cập nhật phần trăm mục tiêu đến đâu thì cây mục tiêu công ty sẽ cập nhật đến đấy. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu các giao diện còn lại trong ứng dụng BaseGold này. Thì chúng ta sẽ thường giới thiệu giao diện theo thanh menu bên trái. Ở đây trang chủ sẽ là nơi mà mỗi một cá nhân có thể tự theo dõi được mục tiêu của mình và theo dõi được mục tiêu của người khác nếu như người đấy được phân quyền. Ở đây thì mục tiêu sẽ được theo dõi theo các chu kỳ, theo tháng, theo quý hoặc là theo năm. Phần tiếp theo đó là chu kỳ báo cáo và cài đặt. Phần này sẽ dành cho người quản trị của BaseGold và chúng ta sẽ được tìm hiểu thao tác thiết lập ở video phía sau, đó là video thiết lập nền tảng cho BaseGold. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ có các chu kỳ đo lường mục tiêu. Ví dụ như chúng ta muốn đặt một mục tiêu vào năm 2022, chúng ta sẽ chọn vào chu kỳ này và bắt đầu tạo mục tiêu ở đây. Thao tác khởi tạo mục tiêu và phân bổ mục tiêu cho mọi người sẽ được tìm hiểu vào video số 3, đó là video tạo và phân bổ mục tiêu từ công ty đến bộ phận, đến team và đến cá nhân. Tiếp theo thì sau khi mục tiêu đã được phân bổ thì mỗi một cá nhân có thể tự theo dõi mục tiêu của mình theo từng team. Click vào team của mình có thể thấy được mục tiêu của team. Tiếp theo là phần bộ phận. Mỗi một trưởng bộ phận có thể tự theo dõi mục tiêu của bộ phận mình tại đây. Ví dụ như tôi sẽ theo dõi bộ phận kinh doanh. Thì khi click vào đây chúng ta có thể theo dõi được tất cả các mục tiêu trong bộ phận kinh doanh. Thì đó là một số giao diện cũng như là một số giới thiệu ban đầu liên quan đến ứng dụng BaseGold để có thể tìm hiểu và thiết lập được một cây mục tiêu giống như thế này. Giống như năm 2021 mà tôi đã trình bày ở đây. Thì các anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video tiếp theo để có thể tìm hiểu và thực hiện các thao tác thiết lập mà hệ thống BaseGold yêu cầu. Vậy là trong video vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của BaseGold cũng như là giao diện tổng quan của hệ thống. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, anh chị có thể chuẩn bị một mục tiêu của cá nhân mình hoặc là mục tiêu của công ty để có thể chuẩn bị thực hành trong video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này.